Sang chào tất cả mọi người nha. Tối hôm nay thì Sang với mấy đứa, mấy anh em Sang thì đang ra ruộng vào buổi tối mọi người. Trên đầu mấy đứa thì có đội ở đây mấy cái đèn pin, cũng như là cầm ở kia một cái xô. Tối nay thì mấy anh em Sang sẽ đi ra ngoài ruộng để sôi ốc bu vàng vào ban đêm. Tại vì ở chỗ Sang á, cái mùa này là người ta vừa mới cắt lúa xong, mùa xới ruộng mọi người. Với lại là không khí lạnh ở miền Bắc nó kéo vào á, nên những con ốc mà nó núp ở dưới bùn á, nó bắt đầu là nó chạy lên, ngồi lên phía trên để nó ăn á mọi người. Nên cái mùa này á thì những con ốc bu vàng nó có rất là to. Sang nhớ mấy năm trước là mấy anh em Sang có quay một cái video đi bắt ốc bu vàng khổng lồ để nướng siêu cay á. Nhưng mà năm nay thì Sang với mấy đứa cũng lâu lắm mà không làm lại phải không mấy đứa? Nên mấy đứa rủ Sang á là sẽ đi bắt ốc bu vàng nhưng mà không nướng siêu cay nữa nha. Hôm nay thì bắt nếu mà có về thì mấy anh em Sang sẽ làm món là ốc bu vàng hấp sữa để ăn cùng với tất cả mọi người ở đây. Tại vì thà hổng rài thấy trên TikTok á, nhiều người làm cái món này. Nó xả nước ra nè. Bây giờ muốn sôi được ốc bu vàng á, thì Sang với mấy đứa sẽ đi vào những cái ruộng mà người ta vừa mới xới lên như thế này nè. Người ta để một hai bữa mọi người. Thì ốc ở trong sình nó sẽ ngồi lên để mà nó kiếm đồ ăn á. Nên bắt ở đây thì nó sẽ có nha. Đây đây, một con đầu tiên. Đó, hai con luôn. Cũng không quá khó. Đây từ từ để anh bắt. Đây mọi người thấy là ốc bu vàng ở chỗ Sang đây nè. À con này đâu phải ốc bu vàng đúng không? Cái con này cũng gọi là ốc bu vàng lai á mọi người. Nhiều người ở cho Sang á thì nhiều người xem video Sang thì không biết. Cho Sang cái gọi con này là con ốc bu vàng tan lai thôi. Còn ốc bu vàng á là cái phần mai đây phía trên của nó phải vàng khè luôn mới gọi là ốc bu vàng nha. Con này hình như ở chỗ Sang người ta gọi là ốc Pháp hay sao. Đúng không vậy? Hai con một cặp luôn. Chưa to lắm. Đâu? Lụm luôn. Không có loại ốc bu vàng ta. Cái loại màu vàng kia kìa, nó mới đã mọi người. Ui con này to lắm rồi nè. Cái con này là bằng nắm tay của Sang rồi mọi người thấy không? Đây nè. Đây cái mương nước này là cái chỗ mà người ta xả từ trong cái đập ra mọi người. Thì những con này nó cũng ra theo. Có nhiêu vậy? Rồi. Mới đi một xíu là 3 con, 4 con. Rồi dành mắt ở đó đi. Ơi đây 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 đây. Hai con luôn kìa. Xuống luôn. Đó mọi người thấy bắt mùa này thì dễ lắm do người ta cắt lúa hết rồi mọi người. Wow. Đây cái con này nó già lắm rồi mọi người. Đó, mọi người thấy cái phần vỏ nó không? Sần sùi lên hết luôn. Ừ to to không ta? Thôi cứ lựa con to bắt nha. Con nhỏ quá thì thôi. Ốc nhỏ thì nhiều mà. Đây đây. Ở đây Sang lại thấy 3 con mọi người. Đây mọi người thấy không? Núp kỹ lắm. Đấy, con này vàng nè. Đó. Đây mới là con ốc bu vàng nè mọi người. Ốc bu vàng thì nó phải vàng như thế này nha. Đó, vàng nguyên con luôn. Nhìn rất là đẹp. Hai con. Mấy con này bị lai với ốc lát hay sao? Bự bự không ta? Như vậy là cái con này chắc là 10 con 1 ký luôn mọi người. Nặng lắm. Cái vỏ nó dày mà. Dảnh sau bên đây nha, sau bên đây. Chia ra. Đây 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 đây. Ui. Đây mọi người xem này. Bắt đi dãnh ơi. Bắt con kia. Ui con kia vàng khe luôn kìa. Đó cái mấy cái chỗ mà cái nước chảy ra như thế này thì nó sẽ có nhiều mọi người. Cái này làm tâm cầm mệt luôn. Coi chừng người ta xả lúa rồi. Ừ con này đẹp ghê ta. Mọi người thấy cái con ốc này đẹp ghê không? Cái loại này thì nó rất là to nha mọi người. Nó to hơn loại màu đen kia. Tại vì loại màu đen kia hình như là bị lai rồi á. Nó không to bằng loại này. Còn nó chỉ còn nhỏ đó.
Ừ, hai đứa, ba đứa sau bên đó, anh sau bên đây nha. Đâu? Rồi, bắt luôn. Mùa này đi sâu dễ lắm mọi người. Những cái con ốc bưu vàng như thế này mọi người thì nó sẽ rất là phá lúa nha. Cái mùa này thì mình sẽ đi bắt ở trên ruộng, người ta không nói gì đâu, tại vì cái loại này nó ăn lúa nó phá dữ lắm. Mình bắt càng được càng nhiều thì càng tốt thôi. Đây Tâm à, một con nữa. Đó, mình rất là dễ nhìn thấy luôn. Từ xa xa là mình có thể là nhìn thấy nó nè. Đây, mọi người có thể thấy là nó đang bò. Có hai cái râu với lại cái miệng của nó này. Ui, cái đầu mấy con này nó bự lắm nha. Cái này là ăn một con, hai con là ngán luôn. Ôi, đây con nữa nè. Hai con luôn. Ui, con này đẹp nè ha. Nó thuộc vô rồi người ta. Đấy. Ui, con này đẹp ghê. Dạnh ơi, anh bắt được con đẹp, đẹp lắm nè. Cái mấy cái con mà vàng ươm mà to lắm nè. Để Tâm để cái bàn tay Tâm nắm lại, nắm lại đây mà mọi người xem, tôi so với nắm nắm của Tâm xe ra đó. Cái bàn tay của Tâm thì cái con này nó bằng cả cái lòng bàn tay của Tâm luôn. Như vậy là người ăn khoảng 5 con 10 con là ngán rồi. Ở đây mình nè, nhiều không? Ui, cái con bự gì hả? Có chừng bể nha, để nguyên vỏ ngày mai hấp cho nó đã. Mọi người xem này, nãy giờ sang như mới bắt khoảng tầm 15 phút à, mà được cả nửa xô rồi. Ốc bưu vàng này thì sẽ làm được nhiều món khác nhau mọi người. Ngon nhất là món nướng này. Rồi mình có thể là... Ôi, Tâm bắt đụng con nữa, quên nhẹ thôi. Món nướng hoặc là mình có thể là làm món mình luộc lên rồi mình lễ ra mình kho á mọi người. Cái món đó thì cũng ngon lắm. Giờ thì nặng quá nên sang sách. Ui, nhiều vậy luôn hả? Thôi bắt đi. Ui, con này nó ăn con cá chết. Bắt đi, bắt đi, bắt đi. Nó đang... Nhiều quá, anh sách không hết đâu. Chắc hồi kiếm cái bao quá sắp đầy rồi. Kiếm cái bao bỏ vô đây, còn con nè. Còn con dưới kìa, thấy không? Ui, to. To mà để sót là uổng lắm. Wow, mọi người xem này. Ui, đây nè, đây nè. Rồi, rồi, kỹ mấy đứa. Bắt hết luôn, con nào cứ bắt đi. Sang những đứa sẽ bắt nhiều nhiều mà. Ngày mai kiếm một cái nồi to rồi mình luộc ăn cho đã. Đủ đủ nhiều đứa nữa. Đó, đó, cho anh mượn con bự á. Sao con nó bự gì vậy? Bự nhất từ nãy tới giờ luôn mọi người xem này. Không biết là ở chỗ mọi người nó có loại ốc bưu vàng mà to khổng lồ như thế này hay không. Cái này là ốc bưu vàng ruộng nha mọi người. To ghê, bằng cái nắm tay của anh luôn rồi. Mà cái loại ốc bưu vàng này cái đầu nó to lắm nha. Tập trung về phần đầu thôi. Anh sắp hết sách nổi rồi. Ý là mấy đứa nó chỉ bắt gần gần bờ thôi nha mọi người. Còn ở phía ngoài là mấy đứa nó không có lội ra. Mà còn nhiều như vậy á. Chị hai con luôn rồi. Trước mặt con đó. Đây này, bỏ đây nè. Chắc hồi là sang phải kiếm cái bao. Đứa đi bắt khoảng tầm 20 phút mọi người. Và đây là thành quả của mấy anh em sẽ bắt được nè. Đầy nguyên cả một xô luôn. Nhưng mà bao nhiêu đây thì mấy đứa thấy là đủ ăn chưa? Chưa đủ luôn không? Tại vì cái con này nó ăn ngon mọi người. Nên mỗi người phải ăn 20 con thì mới no nha. Không biết là ốc này ở chỗ mọi người thì người ta có ăn hay không. Nhưng mà ở chỗ Sang đa phần người dân người ta sẽ không ăn nha. Chỉ có mấy anh em Sang bắt đi quay video cho mọi người xem thôi. Còn thường người ta bắt về để người ta đập ra cho con vịt nó ăn đó mọi người. Chứ con người thì rất ít khi ăn loại ốc này. Tại vì loại ốc này nó phá lúa nên người ta cũng không ăn. Tao giờ bắt bỏ vô đây đi ha, sắp hết nổi rồi xong rồi cột bao bỏ đây. Con này đẹp đi. Ăn hết luôn ha. Mỗi người là phải 30-40 con ăn mới đã mọi người. Cứ bỏ hết qua đây. Đừng để làm bể nha, ngày mai lấy cái vỏ nguyên hấp. Ui, con này to nè. Con có dảnh to hơn nè. Đó, bỏ vô đi. Không, mấy cái loại này mà những cái con mà nó màu vỏ vàng á mọi người. Vàng khè, ốc bưu vàng rặt á. Đây nè, những cái con mà được gọi là ốc bưu vàng rặt thì nó sẽ như thế này nè. Những cái con này nếu mà để cho nó sống lâu năm thì nó rất là to. Nó to gấp mấy lần cái con màu đen kia luôn. Đây, thấy không? Cái con này đặc luôn nè. Đó, người ta không? Khác biệt hẳn nha. Đấy. Những cái con giờ vàng như vậy nè. Là nó rặt, nó chưa bị lai mọi người. Còn những con đen đen là nó đã bị lai qua con ốc lát rồi con này kia. Tùm lum hết cả. Đó. Mọi người thấy là cái con này nó lai cái màu ốc lát.
có thể là nó đã lai qua mấy đời rồi nên nó cũng không còn to lắm nữa. Chắc cả 7-8 kg ạ. Nhưng mà con này chủ yếu là vỏ thôi. Cái này này. Đi bắt nữa nha. Cột bao ở đây. Cái này cột bao bỏ lại đây. Nặng lắm. À, sẽ bỏ ngoài đường đây nha. Giờ thì mấy anh em Sang sẽ đi bắt tiếp. Giờ chắc đổi vô ao đi nha. Nãy giờ Sang với mấy đứa bắt ngoài ruộng mọi người, thì mấy đứa nó bảo là chưa đủ ăn, nên là mấy anh em rủ vô phía trong đây có một cái ao cạn đây. Cái ao này thì có rất là nhiều ốc bươu vàng luôn. Bây giờ thì mấy anh em Sang sẽ tiếp tục bắt chắc rồi bắt mấy đứa. Đây mọi người thấy không? Vừa mới bước xuống là mọi người thấy rồi đây. Rủ con to thôi nha, mấy con nhỏ nhỏ thôi đừng bắt nha. Những con nào mà thấy to trên nắm tay thì Sang với mấy đứa sẽ bắt. Ở đây nhiều ốc nhưng mà có con nhỏ nhiều. Mấy con này đụng vô cái nó nổi lên ha. Đâu? Ồ, con của dảnh nó to rồi mọi người. Mấy con ở trong ao này nó dính trong rêu rất là nhiều mọi người. Đây bắt cái con. Lựa con bự thôi nha. Mấy con nhỏ nhỏ này bỏ đi. Mình bắt mấy con bự bự thôi. Mấy con nhỏ nhỏ như thế này Sang với đứa sẽ thả nha. Ê ui. Hai con bự. Đâu? Ui. Một cặp luôn mọi người xem cái cặp con ốc này nè. To hết bàn tay của Sang luôn mà. Hai con bự chà bá luôn. Mà tối hôm qua Sang với mấy đứa đi bắt được rồi mọi người. Tối hôm qua bắt xong về thì Sang ghé nhà mấy đứa, xong rồi ngâm con ốc này vào phía trong nước vo gạo á, để cho con ốc nó nhả hết cái phần đất phía trong bụng nó ra. Sáng hôm nay thì con ốc á nó cũng đã sạch sẽ hết rồi, nên cấp. Nên Sang mang ra ngoài ruộng đây cùng với mấy đứa. Hôm nay thì mấy anh em Sang sẽ bắt đầu chế biến món ốc này để ăn cùng với tất cả mọi người ở đây nha. Mọi người xem đây là mấy con ốc mà mấy anh em sẽ bắt đây. Lựa những cái con mà nó to thôi. Đấy. Những cái con mà to cỡ này này thì Sang với mấy đứa mới bắt nha, còn con nhỏ hơn thì không bắt, tại vì những con to như thế này á, cái đầu nó sẽ có rất là nhiều thịt, và đặc biệt là ốc bươu vàng mà nó vàng giống như này, những ốc bươu vàng rặt á thì phần thịt nó ăn sẽ rất là giòn, rất là ngon nha. Nay thì Sang có mua ở đây mấy bịch sữa dâu mọi người. Hôm nay thì mấy anh em Sang định á sẽ làm món ốc bươu vàng hấp sữa nha. Giờ để làm món ốc bươu vàng hấp sữa này á, thì Sang với mấy đứa sẽ mang con ốc đi phơi nắng nha mọi người, để cho con ốc nó khô nước, nó khát nước á. Rồi mình sẽ đổ cái phần sữa vào phía trong, thì con ốc nó thấy nước, thấy sữa thì nó sẽ uống nước sữa vào phía trong người của nó. Và mình mang đi con ốc đi hấp á, thì nó sẽ béo hơn, nó ngon hơn nha. Giờ thì Sang sẽ đặt con ốc ở đây thôi, đặt ngoài nắng luôn nha mọi người, để cho nó khô lên, lật cái mu lên mấy đứa. Giờ thì mình cứ ngửa con ốc lên trên nha mọi người, cho nó mau khô hơn, cho nó nhả nước ra. Như vậy là khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ sau thì con ốc nó sẽ khát nước nha. Bên kia thì mấy đứa đang bẻ củi để một hồi mình làm cái nồi hấp. Hôm nay phơi nắng khoảng tầm 1 tiếng đó mọi người. Sau khi phơi nắng á thì mọi người sẽ thấy là nó nhả nước ra, với lại nó bò ra như thế này nha. Giờ thì tiếp theo á, Sang với mấy đứa sẽ đây là cái mấy cái bịch sữa mà mấy anh em Sang đã chuẩn bị sẵn đó mọi người. Này là sữa dâu, có thể là ngâm sữa trắng nhưng mà Sang thích là mùi dâu nên sẽ ngâm cho sữa, cho ốc uống sữa dâu nha. Đó, chế vô luôn. Giờ mình sẽ chế vô phía trong miệng con ốc nha mọi người, để cho mấy con này nó uống sữa. Hồi mình luộc lên á thì nó sẽ thơm mùi sữa này, với lại nó ngọt hơn. Hôm nay thì Sang thấy nhiều người làm món này mọi người, nhưng mà Sang cũng chưa thử bao giờ, nên hôm nay thử đầu tư ở đây mười mấy bịch sữa nha, để xem một hồi luộc lên á nó có thể là ăn ngon hơn là mình luộc cách bình thường hay không. Đó, sữa thì nó sẽ ngập con ốc như thế này nè. Giờ thì mình sẽ để con ốc ở đây cho nó uống sữa cho mọi người khoảng tầm 20-30 phút nữa thì mình sẽ mang con ốc lên luộc. Đây là mấy con này bắt đầu nó hút sữa này. Đó. Nó bò ra để nó uống sữa đó mọi người. Mấy con ốc nãy giờ Sang ngâm sữa mọi người thì hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Phía trong con ốc á, thì mọi người sẽ thấy là nó uống đã no sữa phía trong rồi nha.
Nên bây giờ thì mấy anh em Sang sẽ bắt đầu là hấp con ốc này. Hôm nay để hấp ốc thì Sang có chuẩn bị đây là lá ổi. Mình có thể sử dụng lá xả, nhưng mà thường ở dưới quê người ta sẽ hấp lá bằng lá ổi mọi người, cho con ốc đỡ nhớt với đỡ tanh, nó sẽ ngon hơn, thơm hơn lá xả nha. Nên giờ thì cho lá xả xuống dưới, lá ổi xuống dưới, rót một lớp lá ổi dày luôn. Rồi, vừa thôi, để mà không có chỗ để xếp ốc. Rồi giờ mấy đứa là lựa ốc bỏ lên đây. Cái nồi nhỏ quá nên giờ mấy anh em chắc là lựa mấy con nào mà bừa thì mình hấp thôi, còn nhỏ quá thì thôi. Mọi người xem con ốc này nè, đẹp không? Vàng khè không? Sang vừa mới xếp hết vào trong nồi như thế này nha mọi người. Giờ thì mình sẽ bắt đầu là hấp. Ốc mà mình hấp cho nó ngon thì mình lót phía dưới đây một lớp lá ổi này. Phía trên đây thì mình sẽ xếp ốc lên phía trên. Và tiếp theo là mình sẽ đổ nước vào phía trong nha. Nước thì mình đổ một ít thôi nha mọi người, đừng có đổ quá nhiều nha. Nếu mà đổ nhiều quá thì một con ốc nó sẽ không có vàng, không có ngon. Mình đổ khoảng tầm một chén nước là vừa. Rồi để nắp lại Tâm ơi. Để nắp cho kín nha. Chủ yếu là mình lấy hơi để cho con ốc nó vàng thôi. Rồi nhắc để lên trên bếp lửa mới thôi. Vậy là xong. Giờ chờ đợi cho ốc chín là sẽ có món ốc hấp sữa nha mọi người. Đó, cái đặt củi như thế này thôi. Cho ít nước rất là nhanh sôi nha. Nãy giờ Sang hấp khoảng tầm 5 phút thôi. Và mọi người thấy là nó bắt đầu bốc khói lên này, con ốc bắt đầu mở mài rồi nha. Nhưng mà con ốc này á, mình cố gắng là mình hấp sao cho nó thật chín luôn nha mọi người. Càng lâu càng tốt nha. Nó không giống như ốc bu đen thì nó sạch, nó không có dung sáng nhiều. Nhưng mà con ốc bu vàng này á, thì nó ăn đủ thứ loại mọi người. Nên mình phải hấp thật chín thì mình mới ăn được nha. Còn nếu mà hấp mà chưa chín tới á, thì ăn rất là nguy hiểm luôn. Còn phía bên đây á, thì tranh thủ thời gian mấy đứa đang làm nước chấm nha. Ốc muốn mà ngon á, thì phải có nước chấm thật ngon nha. Nên hôm nay thì Sang với mấy đứa sẽ là món nước chấm xả ớt cho mọi người. Ở đây thì Văn đang sắc xả này, bên kia là tỏi, còn bên đây là ớt và là chanh. Sang với mấy đứa sẽ làm một cái tô nước chấm thật to luôn để chấm cho thật đã. Chấm mọi người gồm có xả, tỏi với ớt nha. Giờ thì Sang sẽ cho hết vào trong một cái tô như thế này. Đó, đầy cả một tô luôn. Rồi, đổ nước mắm vô Văn ơi. Mở đường ra. Cắt chanh mấy cái chanh này. Ngập cái ấy thôi. Rồi, tiếp theo cho đường vào phía trong nha mọi người. Cái này thì mình sẽ cho nhiều đường một chút để cho hồi nó sánh lại. Mấy đứa sẽ dắt chanh vô trong. Rồi, giờ sẽ đảo cái này lên. Cái này đáng ra là mình sẽ dầm nó ra cho nó nát á mọi người. Nhưng mà Sang muốn như thế này nè. Hồi mình chấm á, mình sẽ dứt nguyên con ốc với lại một miếng tỏi ớt luôn. Ai, thêm một trái chanh nữa, muốn chua chua thêm một trái chanh nữa. Mấy con ốc nãy giờ Sang với mấy đứa hấp á mọi người, cũng đã chín rồi nha. Sang với mấy đứa thì vừa mới vớt ra một cái nia như thế này. Con ốc phía trên thì vẫn còn bốc khói và còn rất là nóng luôn. Mọi người xem một con ốc bu vàng khi mà mình hấp xong thì nó như vậy nha. Phần thịt, phần đầu phía trong rất là to. Vỏ ốc cũng to nè mọi người. Nhưng mà cái con này đặc biệt á, là chỉ ăn được cái phần đầu thôi. Còn phần bụng phía dưới thì mình phải bỏ đi nha mọi người. Phần bụng phía dưới thì mình không có ăn. Nên bao nhiêu đây thì Sang sợ là mấy anh em Sang cũng không có đủ ăn đâu mọi người. Nước chấm á, thì Sang làm đây một tô đầy rồi. Giờ thì que đâu? Mấy cái que thì ở đây. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ bưng nó ra một cái gốc cây nào đó cho nó bằng bằng á. Thì mấy anh em Sang sẽ ngồi đó để ăn nha. Vừa mới lựa được một cái chỗ ở đây, nó có một cái gốc cây, mấy anh em sẽ ngồi đây để ăn ốc cho mọi người. Mọi người xem cái mâm ốc của hôm nay Sang với mấy đứa chuẩn bị đây. Cái này thì rất là nhiều luôn, nhưng mà luộc lên thì cái đầu con ốc á, con nào là con ốc cái thì nó sẽ bị teo lại, còn ốc đực thì nó sẽ to như thế này mọi người. Con ốc đực thì nó sẽ rất là to, còn ốc cái thì nó sẽ nhỏ nha. Nên cái phần ruột phía trong sẽ không có đủ, sẽ nói chung là cũng không có nhiều để đủ mấy anh em Sang ăn cho thoải mái. Mới đầu định là bắt cho nhiều á, nhưng mà cuối cùng luộc lên thì cũng sẽ teo lại. Mời xem phần vỏ ốc này. Con ốc này là ốc bu vàng rặt nên cái phần vỏ nó rất là vàng nha. Rồi giờ thì mấy đứa đã sẵn sàng ăn chưa? Rồi mỗi đứa cầm một con đi. Lựa con nào là đầu bự nhất như vậy này thì ăn cho nó đã mọi người. Rồi lẻ đây. Giờ thì Sang sẽ lẻ ra nha mọi người. Mọi người xem cái ruột phía trong của nó này. Nhưng mà cái con này á thì mình ăn á thì mình chỉ ăn được cái phần đầu nó thôi. Rồi ngắt đi mấy đứa ơi. Cái phần trứng này mà.
cho mọi người xem này. Đây là cái phần trứng của nó sẽ có màu đỏ như thế này thì mình không nên ăn nha. À, người lớn bảo là ăn không tốt á mọi người. Và lại thứ hai á, là phía trên đầu của con này nó sẽ có một cái gọi là cái răng. Mình phải lấy cái răng ra nữa. Mấy đứa thấy cái răng của nó không? Đây này. Cứng lắm. Đây, để sẽ móc cái răng nó ra cho mọi người xem. Đây. Đây là có cái răng của nó nha mọi người. Cái răng này á, thì không nên ăn nha mọi người. Sao không biết tại sao nhưng mà người lớn bảo là không ăn nha. Giờ thì đây là phần còn lại của nó này. Giờ thì ăn thôi. Còn đây là chén nước chấm của Sang với mấy đứa. Đầy cả ớt này kia, tỏi này kia phía trong đây. Rồi quét như thế này nha. Tỏi xả này. Rồi mấy đứa chấm đi. Cầm cầm. Đây, Sang mời tất cả mọi người cùng Sang cùng với mấy đứa. Mình sẽ ăn ốc hấp sữa với mọi người, chấm với lại ớt, xả, tỏi. Mời cả mọi người nha. Ngon béo. Cái con ốc này cái vỏ ốc bự quá. Bỏ vô miệng nhai xong cái là gọi là ngập miệng mọi người. Nhưng mà phải công nhận là luộc kiểu hấp sữa này á thì con ốc nó rất là béo, nó thơm mùi sữa. Nhưng mà nó không bị tanh nha mọi người. À. Rồi tiếp theo là con tiếp theo nha. Đây. Nếu mà ốc bu đen thì mình sẽ ăn được hết luôn. Còn bu vàng thì không ăn được hết như vậy. Nhớ lấy răng ra nha mấy đứa. Đừng để đừng ăn cái răng nó không tốt. Đây cái răng của nó mọi người. Rồi là cái phần răng, cái phần bao tử đó mình bóp bóp một cái là nó ra luôn. Chấm với cái nước chấm này thì nó rất là hợp luôn mọi người. Quết làm sao có tỏi có xả như vậy này. Mời mọi người. Ôi rớt rồi. Mời cả mọi người nha. À, không biết sao khi mà Sang ăn ốc, cái loại ốc này, ốc mu vàng này thì Sang thích ăn những cái con mà có nguyên cả cái phần mu nó màu vàng như thế này mọi người. Thì khi mình ăn mình cảm nhận được vị ốc nó sẽ giòn hơn, nó ngọt hơn nha. Còn những cái con mà nó màu đen đen này, màu sẫm sẫm như thế này thì nó sẽ không ngon bằng đâu. Không biết là chỗ mọi người là có cái loại màu vàng này hay không. Nhưng mà chỗ Sang thì chỉ có mùa mà người ta gặt lúa xong rồi thì nó mới bắt đầu ra. Còn không thì không thấy nó luôn á mọi người. Nhắc bỏ đi nha. Đó, bỏ hết phần trứng đi. Rồi quết với xả này, chín đây một miếng xả này. Mọi người nghe thằng nhai à. Nó giòn lắm nha. Cái con này thì mình có thể làm nhiều món. Nhưng mà theo tôi nghĩ là món kho sả ớt là ngon nhất hay mấy đứa. Mình kho sả ớt á, mình luộc xong mình đem ra mình ram lại mình kho lại á thì nó thơm lắm. Ở đây thì mấy đứa nó vừa mới lựa ở đây 5 con ốc mà được gọi là 5 con ốc có cái đầu bự nhất luôn mọi người. Giờ thì lễ ra ăn một phát cho đã nha. Rồi mấy đứa lễ đi. Đây con ốc của cụ Văn này. Mọi người xem ốc giác cụ Văn này. Ốc nhỏ thôi nhưng mà đầu chà bá luôn. Không có trứng luôn. Đó, phải... không có trứng luôn đâu. Tại vì mấy con ốc đầu to là ốc đực của mọi người nên nó cũng không có trứng. Rồi, chấm vô, quét đây, mấy đứa quét vô trong nước chấm này. Phải dính tỏi nữa nha. Dính tỏi, dính xả nữa thì mới ngon. Rồi. Con mời cả mọi người nha. Con mời tất cả mọi người nha. Rồi, mình bỏ vô miệng này. Ngập luôn cả cái miệng mà. Mọi người nghe mấy đứa nhai giòn không? Ăn ngốc á, ăn cho thích nhất á là mọi người. Là mình phải lựa những cái con đầu to gì đó. Xong rồi chấm cho thật đã vô phía trong. Rồi mình bỏ vô miệng mình thì nó mới thấy ngon. Sang nãy giờ cái con thứ này, con này mọi người là con thứ 15, 16 rồi nha. Nhưng mà vẫn chưa thấy ngán đâu. Tại vì cái con này khi mình luộc chung với sữa, Sang cảm giác như nó ngon lắm nha. Chấm với nước mắm. Mời cả mọi người nha. Ăn luôn. Đang quán, đổ rồi uống ra. Đổ hết nước mắm luôn rồi. Nó mắm luôn rồi. Không còn một miếng.
Em chưa kịp tắm nữa. À làm đổ hả? Ăn rồi, tắm, tắm, đi về sao?